Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài Windows 8 lên trên MacBook. Thì mình sử dụng một chiếc MacBook Pro Retina để làm cái demo. Trước tiên các bạn mở ứng dụng Bootcamp Assistant lên. Thì mình vào Spotlight gõ Bootcamp và nó ra. Đây, các bạn nhấn Continue. Và chúng ta thấy là có 3 cái ô để chúng ta đánh dấu vào. Trước tiên là tạo một cái hệ điều hành, tạo một cái đĩa cài Win 7. Thì mình xin nhắc lại là tuy là cài Win 8 nhưng bởi vì Bootcamp bây giờ mới hỗ trợ Win 7 thôi. Hôm nay là chúng ta chỉ được thông báo là Win 7. Nhưng không sao, các bạn cứ làm đi, nó sẽ hỗ trợ Win 8. Thì trước tiên là cái tạo bộ cài. Nếu mà các bạn thấy có cái lựa chọn này xuất hiện trong cái Bootcamp Assistant của các bạn, tức là máy các bạn hỗ trợ cài qua USB, thì các bạn có thể kiếm một cái USB cắm vào, nó sẽ tạo bộ cài. Cài từ USB sẽ nhanh hơn nhiều so với cài từ ổ quang. Và các bạn lưu ý rằng không phải cái USB nào nó cũng có thể chạy tốt đâu. Mình thử nhiều USB rồi mà chỉ có cái Lazier Key mới này thì nó hỗ trợ thôi. Cũng có thể là do cái máy mình nó USB 3.0 nó hơi kén. Cái thứ hai là download cái driver Apple gọi là Windows Support Software from Apple. Thì các bạn nhớ chọn cái này vào để tạo thành cái để tải cái driver về. Sau bởi vì sau khi cài Win xong các bạn có driver này các bạn cài vào Windows. Cái thứ ba là cài đặt. Mình đã có sẵn cái bộ cài USB rồi, mình có driver rồi, mình bỏ qua bước này. Đây, đến bước tiếp theo là chúng ta chia cái ổ cứng cho Windows. Thì mặc định nó chia cho Windows có 20GB thôi, rất là keo. Mình sẽ chọn cho Windows 50GB. Và bây giờ mình nhấn cài đặt. Thì máy sẽ bắt đầu chia ổ cứng thành hai partition khác nhau và cài đặt. Mọi người thường chia thành 3 cái partition, một là data, hai là Windows, ba là Mac. Thì mình nghĩ cái cách đó là quá phức tạp. Các bạn chỉ cần chia hai partition thôi, bởi vì Windows có thể đọc được tài liệu từ Mac mà ngược lại. Và chưa kể là chúng ta có thể dùng Parallel hay là VMware để mà sử dụng cái hệ điều hành Windows đó song song với Mac luôn. Nên mà các bạn không cần phải chia thành 3 cái partition. Rồi bây giờ chúng ta chọn cài đặt install now. Ê, cho anh mượn cái mail có cái key của anh. Thì mình đã nói lúc nãy là, xin lỗi mình chưa nói, bây giờ mình nói với các bạn là các bạn phải có key của Windows 8 thì mới tiến hành cài đặt được. Hồi trước cài Windows 7 các bạn có thể bỏ qua và active sau, nhưng bây giờ chúng ta buộc phải có để cài đặt. Rồi, bây giờ mình đã nhập key vào rồi. Các bạn không nhìn thấy key của mình được đâu. Next. Lúc này các bạn nhớ là mình chọn cái custom chứ phải upgrade. Custom và các bạn nhớ lưu ý rằng chúng ta phải format lại cái partition mà Apple đã tạo ra. Lưu ý rằng rất là nhiều bạn đó format sai cái ổ cứng và mất. Thì khi mà các bạn nhìn vào đây các bạn thấy là có rất là nhiều partition 200MB, 400MB, 600MB. Các bạn nhớ cái dung lượng mà mình tạo cho cái partition đó và nó tên là Bootcamp. Bây giờ các bạn phải format nó. Cái này tương tự như Windows 7 thôi. Rồi, xong rồi, các bạn nhấn Next. Và bây giờ nó sẽ quá trình cài đặt tương tự như là Windows 7. Và mình cài qua cái USB 3.0 cũng như ổ mình ổ SSD, nên là cái đoạn này của mình diễn ra khá là nhanh. Rồi các bạn sẽ hơi chậm, các bạn cố gắng kiên nhẫn.